vợ Đức Tiến kìm nước mắt phát biểu trong lễ tang chồng. Hoa hậu Bình Phương đại diện gia đình phát biểu cảm ơn khách đến viếng lễ tang Đức Tiến tại Mỹ hôm 29 tháng 5. Tang lễ cố nghệ sĩ Đức Tiến diễn ra lúc 10 giờ, giờ địa phương, tại trung tâm mục vụ Lambert ở Garden Grove, California. Chương trình gồm các hoạt động thăm viếng, đọc kinh và ca hát tưởng niệm. Di ảnh Đức Tiến do Bình Phương chọn, được chụp cách đây một năm khi anh tham gia phim điện ảnh Đóa Hoa Mong Manh. Bình Phương mặc áo dài đen, ngồi hàng ghế đầu cùng con gái và mẹ đẻ. Cô nhiều lần lấy khăn thấm nước mắt khi nghe linh mục và người thân. Bạn bè phát biểu về Đức Tiến. Mẹ đẻ Bình Phương từ Texas qua California dự đám tang con rể. Bà thay con gái chăm sóc cháu ngoại trong lúc cô lo hậu sự cho chồng. Thi hài cố nghệ sĩ được đặt trong chiếc quan tài màu trắng, trang trí nhiều hoa tươi. Vợ Đức Tiến phát biểu trong lễ tang chồng. Bên ngoài sảnh, gia đình dựng thêm hai bức ảnh của Đức Tiến để những người đến viếng có dịp ngắm nhìn anh lần cuối. Một trong số đó là hình ảnh anh hóa thân người chăn cừu nhân lễ Giáng sinh năm 2023. Bạn bè đến tiễn đưa, để lại những dòng lưu niệm cho anh và gia đình. Mẹ đẻ anh ở Việt Nam không thể qua nhìn mặt con lần cuối do thủ tục xin visa không đơn giản. Trước đó, bà cùng con gái tổ chức lễ tưởng niệm cho anh tại nhà riêng ở Thủ Đức hôm 20 tháng 5. Chương trình lễ viếng Đức Tiến sẽ diễn từ 11 giờ sau khi xong thủ tục nhập quan và phát tang. Tiếp đó, người thân thực hiện lễ an táng anh tại nhà thờ Saint Barbara ở Santa Ana, California vào ngày 30 tháng 5. Cuối cùng, thi hài anh được chôn cất tại công viên Vĩnh Hằng Westminster Memorial Park. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.